Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Học viện IT. Khi mà sử dụng laptop nhưng mà không thể kết nối Bluetooth với các thiết bị bên ngoài như là loa, tai nghe hay là tablet, hoặc là không thể chia sẻ dữ liệu, thì rất có thể là driver Bluetooth của các bạn đã bị thiếu, hoặc là chúng đã quá cũ và chưa được cập nhật. Vậy thì cách tải và cập nhật driver Bluetooth như thế nào cho đơn giản nhất thì hãy cùng theo dõi video sau đây từ Học viện IT nhé. Cách đầu tiên, chúng ta có thể cập nhật thông qua Device Manager. Bước 1, click chuột phải vào biểu tượng Start hoặc là nhấn tổ hợp phím Windows X và chọn Device Manager. Bước số 2, trên màn hình xuất hiện cửa sổ Device Manager. Tại đây thì bạn có thể tìm tùy chọn có tên là Bluetooth và mở rộng Bluetooth bằng cách là click vào mũi tên hướng xuống dưới. Click chuột phải vào Bluetooth mà bạn đang sử dụng, sau đó chọn tùy chọn Update Driver. Nhấn chọn Yes nếu có lời nhắc hiện ra. Bước số 3, nếu driver đã sẵn sàng cài đặt thì bạn có thể tìm và lựa chọn Update luôn. Hoặc là nếu nó không có sẵn thì bạn có thể yêu cầu Windows tìm driver cho mình. Nếu mà nó vẫn không được thì các bạn hãy thử tiếp các bước sau. Bước số 4, chọn tùy chọn thứ hai là Browse My Computer for Driver Software. Bước số 5, bạn click chọn vào Let me pick from a list of device driver on my computer. Bước số 6, chọn driver thích hợp từ danh sách và nhấn vào Next. Bước số 7, khi mà quá trình kết thúc thì hãy đóng cửa sổ Device Manager và khởi động lại máy tính của bạn. Cách số 2 là tải và cập nhật driver Bluetooth trên Win 10 tự động với Driver Booster. Driver Booster là phần mềm tải và update driver tự động cho máy tính, laptop, bao gồm cả phiên bản miễn phí và trả phí. Thay vì phải thao tác cập nhật hay là tìm kiếm và sửa chữa driver bị lỗi bằng tay như trước đây, thì bạn chỉ cần tải Driver Booster về máy và cài đặt. Phần còn lại thì phần mềm sẽ thực hiện cho bạn. Và cách tải hay là cài đặt thì cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần tìm kiếm Driver Booster, sau đó hãy tải phần mềm này trực tiếp từ trang chủ và cài đặt. Cách sử dụng Driver Booster trong việc update driver Bluetooth thì các bạn chỉ cần truy cập vào phần mềm, sau đó là nhấn Scan để phần mềm tìm kiếm các driver còn thiếu hay là các phần mềm đã cũ và cập nhật nó. Và cuối cùng là cách số 3, cách cài đặt driver Bluetooth đúng cách trong Win 10. Nếu driver Bluetooth không tương thích hoặc là đang gặp sự cố thì bạn sẽ không thể kết nối với các thiết bị Bluetooth của mình với Windows 10. Và bạn có thể gặp các vấn đề tương tự như là ngắt kết nối, giảm chất lượng. Nếu mà điều này xảy ra thì việc cài đặt lại driver Bluetooth sẽ khắc phục được những vấn đề này. Và sau đây là cách cài đặt lại driver Bluetooth trong Windows 10 một cách nhanh chóng và đúng cách nhất. Bước đầu tiên, bạn mở cửa sổ Run và sau đó nhấn tổ hợp phím Windows R. Bước số 2, bạn nhập GEVMGMT.MSC vào trường trống và nhấp OK. Bước số 3, sau khi mở Device Manager, hãy mở rộng menu Bluetooth trong bảng điều khiển chính. Và bước số 4, bây giờ thì bạn hãy nhấp chuột phải vào mục Bluetooth Adapter, sau đó là nhấn Uninstall Device. Tùy thuộc vào nhà sản xuất thiết bị Bluetooth, tên Bluetooth Adapter của bạn sẽ khác nhau. Nhấp vào nút Uninstall. Sau khi mà quá trình gỡ cài đặt hoàn tất thì hãy đóng Device Manager lại, hãy khởi động lại toàn hệ thống. Bước số 10, sau khi mà khởi động lại thì bạn hãy mở Device Manager lên. Tiếp theo thì bạn hãy nhấn vào biểu tượng Scan for Hardware trên thanh điều hướng ở trên cùng. Thao tác này thì sẽ kích hoạt các cửa sổ cài đặt driver Bluetooth. Sau khi hoàn tất thì hãy đóng Device Manager lại. Và vừa rồi là toàn bộ những chia sẻ từ Học viện IT về cách để tải hay là cài đặt driver Bluetooth một cách đơn giản và chính xác nhất. Hy vọng là những kiến thức trên sẽ giúp ích được cho bạn. Nếu thấy video hữu ích đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe cho kênh Học viện IT nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!